Thân chào bạn đến với kênh MC Donien Phúc Vlog. MC Donien Sau đây là đồ uống. Cách làm latte matcha nước đá. Một vài năm trước, matcha bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi trong latte, kem, sinh tố, đá lạnh, vân vân. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ nói không với bánh tráng matcha, nhưng hôm nay tôi muốn tập trung vào cách đơn giản nhất để thưởng thức nó hòa nó vào nước nóng để tạo ra một loại trà sủi bọt bổ dưỡng. Tôi đã thích uống matcha theo cách này kể từ khi tôi và gia đình tôi đến Nhật Bản nhiều năm trước, 1980 và hầu như sáng nào tôi cũng pha cho mình một ly. Đối với tôi, đó là cách hoàn hảo để bắt đầu một ngày. Nó cung cấp năng lượng và làm dịu cả hai cùng một lúc và trên hết, nó rất ngon. Làm món latte matcha đá dễ dàng này Giống như trong quán cà phê yêu thích của bạn, matcha được trộn cùng với sữa lạnh, phục vụ trong nước đá. Công thức iced matcha latte này là một loại đồ uống có kem và tươi mát. Matcha latte có thể được pha nóng hay lạnh. Nếu bạn đang bỏ lỡ món latte matcha đá thông thường từ Starbucks hoặc quán cà phê lân cận thì công thức này dành cho bạn. Nhờ đó, bạn sẽ có thể pha chế đồ uống yêu thích của mình tại nhà vào buổi chiều, khi tôi cần lấy lại tinh thần một chút và biết rằng mình không thể uống cà phê, hoặc đồ uống pha cà phê espresso thì tôi sẽ thức cả đêm và đây là một ly matcha latte với sự lựa chọn hoàn hảo. Matcha là gì? Nếu bạn không quen thuộc với matcha, thì đó là một loại bột trà xanh của Nhật Bản được làm từ lá trà khô nghiền thành bột mịn. Thay vì pha một tách trà bằng lá trà, đây là loại lá trà được nghiền nát và hòa tan vào nước ấm hay nước nóng. Nó có vị hơi đắng, vì thực vật và màu xanh lục trực rỡ là kết quả của hàm lượng dịp lục cao trong lá. Nó là nền tảng của các nghi lễ trà đạo truyền thống của Nhật Bản trong nhiều thế kỷ, nhưng gần đây nó đã trở nên phổ biến ở Mỹ và Na Uy vì những lợi ích sức khỏe của nó. Nếu bạn có đặc quyền đến thăm Kyoto, Nhật Bản, hãy nhớ đến một quán trà và mua một ít bột trà xanh matcha tuyệt đẹp để mang đi trên đường. Các gói matcha này có thể làm quà tặng tuyệt vời. Cách làm matcha latte đá. Thời gian chuẩn bị 5 phút. Tổng thời gian 5 phút. Phục vụ 2 ly trà matcha đá. Thành phần 2 muỗng cà phê bột matcha. 1 đến 2 muỗng canh nước nóng. Một cốc nước ấm. Nước đá. Sữa tự chọn, tôi dùng sữa hạnh nhân thiết bị Ấm pha trà Matcha đánh bông Matcha Dinh dưỡng Calo, 12 kcal, 1% Chất đạm, 2G, 4% Vitamin A, 200 yêu, 4% Sắc, 1mg, 6% Hướng dẫn Bước 1, bạn cho một vài muỗng cà phê bột matcha vào cốc hoặc bát đo lường đổ vào một đến hai muỗng canh nước nóng và đánh cho đến khi matcha hòa quyện hoàn toàn vào nước. Điều này sẽ tạo ra gần như một chút gián. Bước 2, đánh đều cho đến khi matcha tan hết, sau đó bạn đổ một cốc nước còn lại vào, trộn đều và đánh thêm một ít. Chuyển cốc hoặc bát matcha này vào tủ lạnh hoặc tủ đông để làm lạnh vào khoảng 15 phút. Bước 3, lấy hai ly có chứa lượng nước đá vừa đủ trong ly hay đầy nước đá trong hai ly sau đó, rót sữa hạnh nhân hoặc sữa tùy thích vào ly có nước đá này sao cho đầy khoảng 3/4 ly. Nếu bạn thích, đây là thời điểm tuyệt vời để thêm bất kỳ siro đơn giản nào. Bước 4, lấy ra cốc hoặc bát matcha từ tủ lạnh sau khi cốc hoặc bát matcha này đủ lạnh. Cuối cùng, đổ cốc hoặc bát matcha này vào ly có chứa lượng nước đá cùng siro và khuấy đều. Kết quả là có một niềm hạnh phúc không thể kiềm chế. Ngoài ra, và thực sự đây là một ý tưởng truyền cảm hứng, không phải chỉ là một công thức. Hay là cả hai lý do chính đáng. Để biết thêm thông tin chi tiết về các cách làm bánh Á hay bánh Âu, bạn vui lòng để lại thông tin ở nút đăng ký hay like bên dưới để được hỗ trợ tư vấn miễn phí nhé. Chào thân ái. MC Donien. Ngày 20 tháng 3 2023